tháng 8. Công việc hiện tại của mình là dược. Hiện tại mình đang mang thai ở tháng thứ 5. Mình biết đến sản phẩm Amisu Mama vì chồng là dược sĩ nên cũng am hiểu một số thành phần của các sản phẩm về thực phẩm chức năng ung thư. Mình sử dụng Amisu Mama từ khi mà mình biết là mình mang bầu. Hiện tại mình đã sử dụng hết 4 hộp. Cảm nhận của mình khi sử dụng Amisu Mama cho cơ địa là ổn nghén. Nên trước khi mình sử dụng đến sản phẩm này thì cũng có sử dụng vài sản phẩm. Như khi bóc ra mùi vị với làm cho mình thấy hơi buồn nôn. Đến khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì cảm giác uống không gì buồn nôn mà ít bị nôn, sức khỏe ổn định. Và bầu khi sử dụng các loại vitamin tổng hợp khác có chia sẻ là lỏng trong và bị táo bón. Còn mình sử dụng sản phẩm Amisu Mama này thì không có hiện tượng gì cả. Mình sẽ tiếp tục sử dụng. Mình sẽ lỏng.